Chào các bạn, hôm nay mình chuyển sang cho công một cái insert trong khuôn và tôi dùng cái file là code insert nc.1 là practice code insert. Mình sẽ tiếp tục làm việc trước rồi mình mở nó ra. Nốt tình huống bây giờ các bạn, tôi muốn gia công cái thằng này và tôi sẽ dùng các cái phương pháp là round, reround và finishing, chứ tôi không dùng cái phương pháp là volume và surface. Thì đầu tiên tôi tạo cái window trước nhé, tại các bạn nhớ lại là mình xài phương pháp là round thì nó yêu cầu mình là window. Thì các bạn sẽ tạo một cái là new window ở trên đây, mình đã định chiều sâu nó cũng được các bạn nha, mặc định mình đưa nó tới cái vị trí là ở đây. Rồi ở đây thì các bạn, mình cái vùng gia công mình nó khá là lớn cho nên mình có thể mình sẽ offset cái vùng gia công trước cho nó tiết kiệm thời gian của mình, để là out nó quá lớn, in thì nằm bên trong toàn bộ á, mình sẽ để làm để là on nhé. Mình sẽ offset đi vào trong một ít, tôi kéo vào trong một ít 10 ly đồng ý. Sau đó thì dùng phương pháp là Ralph Tool. Tôi chọn con dao là 30R2. Tôi thì gia công, đương nhiên là cái vùng vừa mới tạo xong. Parameter thì để cho nhanh á, tôi đã làm sẵn rồi, mình chỉ việc mở ra thôi. Thì các bạn thể mở cái file là tôi dùng cái con dao là 30R2 nè, ở quanh nó ra. Thì tôi chỉ nhắc là một số cái để các bạn nhớ. Đây là chạy cái fit là 2000 nhé. Và mình để stable là 18, để lượng dư đồng đều luôn là 1, và cái max step depth tức là dịch cho đứng tôi là 2. Vùng đứng sau đó vùng mà nó mở hoặc là vùng đóng kín tôi chạy cứ là follow control hết, nhưng là thực sự mình đa phần nó là cái vùng là vùng mở, mình cắt một chiều thuận ha. Rồi cái listen thì bình thường rồi, mình thấy mình xem số tôi chọn khác nữa. Thì ở đây các bạn, do mình để cái step depth của nó cũng không phải là quá lớn cho nên cái việc mà cái ra stop scallop á, tôi không định nè, tôi không có thêm những bước gia phụ vào, để là mặc định tôi không có thêm những cái bước phụ vào, tức là nó chỉ chạy là đều cách nhau mỗi lớp là 2mm thôi. Ở đây tôi có để chế độ là trim work bits nè, để chắc chắn rằng là cái phôi mình nó tính nước phôi khi nó gia công nó không bị là chạy quá. Thì cái này trong cái phần vừa tôi đã nói rồi, mình xuống dao kiểu là tăng dần helix nếu là vùng đóng ha. Rồi chỉ như vậy thôi, các bạn có thể là ok luôn và mình đi mô phỏng. Anh coi xem cách nó chạy nha, mình thế này đấy, rồi mình đóng nó lại. Tôi sẽ đi mô phỏng ở bên cái phần là simulation bên kia luôn, bên dùng cái module là module work á, và tôi sẽ lưu cái folder nó lại để cái bước sau mô phỏng á nó sẽ tính lại cái bước đó cho mình các bạn. Đây các bạn nhớ là không có folder sẽ không chạy được nha, chứ bắt buộc mình là phải mở cái folder lên trước nè. Rồi mình sẽ qua cái phần anh này, mình simulate ở đây và mình cập nhật cái lượng dư nó lại. Đây mình cho nó chạy trước đi nha. Và mặc định của mình thì cái phôi đó là cái màu hồng hồng như vậy, các bạn có thể đổi màu lại được bằng cách là mình vào cái section ở đây, setting, mình đổi cái màu stock mình ở đây ha, cái màu bất kỳ mình muốn các bạn có đổi được hết này. Tùy mình đổi lại ok. Sau đó thì mình mô phỏng. Thì sau khi mô phỏng xong nó như vậy các bạn, và để cho dễ nhìn nên mình tắt cái đường dây giao đi nhé. Các bạn vào cái mình toolbar, các bạn hãy là bỏ cái flow đi, đây nó như vậy, và mình sẽ save nó lại. Các bạn vào chức năng là save in process stop, mình đây là duyên là mình đã có bước là raw ha, mình lưu lại, tất nhiên mặc định luôn phần biểu của mình vô cái phần này, mình save nó lại rồi mình thoát nó ra. Tiếp theo thì mình sẽ reround, mình sẽ reround ở đây ha, dùng con dao nhỏ các bạn, tôi để con dao là 20R1 thôi, và tôi sẽ báo biết là trước đó chính là roughing số 1 của tôi. Chế độ cắt tôi cũng đã làm sẵn rồi, tôi chỉ việc mở ra thôi. Tôi vô menu file, tôi open và tôi lấy cái con chính là 20R1 của mình nè. Ok, thì đây là những chế độ cắt của nó, thì nhìn chung nó cũng không có khác gì nhiều so với cái phương pháp đầu tiên. Tôi thêm cái R2 ly để cho nó mượt, thì giao mình lại và tôi điều chỉnh cái lượng dư các bạn, bây giờ nó đồng đều xuống còn là 0.2, nó nhỏ lại, tức là bây giờ cả thành đứng ở mặt bên đều là dư 0.2 hết, nó sẽ vét lại toàn bộ luôn. Dung sai đây thì khi mà gia công thô và để lớn tới cho nhanh nè, còn khi mà gia công tinh á thì mình sẽ nhỏ lại cũng được. Rồi tôi cho nó chạy nhé, đây là tôi mô phỏng nó. Các bạn thấy là hồi đầu mình để lượng dư là 1 ly, sau đó mình sẽ vét nó xuống là 0.2 cho nên sẽ ăn là toàn bộ luôn các bạn. Mình xem thử nha, đây nó sẽ bước là như vậy, và tất nhiên là tôi cũng sẽ đi mô phỏng nó để tôi tạo một cái in process stop. Anh này tôi cũng là simulate. Và ở đây thay vì mặc định thấy là nó để cái stop của mình luôn, thì tôi sẽ để chế độ là open in process stop, và tôi lấy cái raft này ra thì ra như vậy.
Rồi các bạn để mô phỏng và để dễ nhìn á, thì các bạn hãy tắt được dây dao đi. Và ở đây là nếu như các bạn để mặc định á, tôi tắt dây dao đi trước nha, thì là cái display mình á, là hiển thị một màu như thế thôi. Còn nếu các bạn muốn hiển thị cái màu ở từng bước nguyên công á, thì các bạn theo, đầu tiên là theo cái tool, tức là cứ mỗi lần đổi tool á, nó sẽ đổi màu. Hoặc là second sequence, tức là mỗi lần mà các bạn qua một step mới á, nó sẽ đổi màu. Thì tôi để chế độ này ha, và tôi đi mô phỏng. Thì các bạn thấy là khi mà họa xong rồi á, thì mình vẫn còn một cái lượng dư khá là dài ở cái vị trí này các bạn. Cái này nó rất là dài, mà nếu mình ăn tinh liền á thì nó sẽ gãy con dao của mình. Cho nên ở đây mình tiếp tục là mình lại re-draw một lần nữa, và con dao nó nhỏ hơn. Thì tôi cũng là save lại nha. Tôi để như là re-draw 01 gạch 1 đi nha. Rồi ok, save nó lại. Tôi đóng nó lại. Và sau đó là mình tiếp tục là mình lại re-draw. Tôi dùng con dao là 12R1, con dao nó nhỏ là để nó chui những cái góc đó. Bước trước đó tôi chính là cái bước này. Và chế độ cắt của tôi thì tôi cũng có sẵn rồi. Tôi lấy con là 12R1 là re-draw. Ok. Rồi, mọi thứ đều giống như vậy hết. Có điều là dịch dao ngang sẽ nhỏ lại. Và cái step depth mình cũng nhỏ lại các bạn nha. Tôi giữ lượng dư là 0.2 nè. Và tôi cho nó chạy luôn. Thì lúc này á, nó chỉ vét ở những cái vị trí này thôi các bạn. Nó vét ở những vị trí này thôi. Thì các bạn nhớ là nếu mà so với cái phương pháp mà local á, thì cái anh này cũng khá là tốt, mà nó không có thua kém như pháp local. Nó sẽ vét lại nè. Đấy, ở những cái vị trí mà nó cảm thấy nó cần vét thôi. Rồi tôi cũng đi mô phỏng nó. Và nó luôn, ở đây thì có thể các bạn sẽ nhầm lẫn là tại vì ngay ở cái bước này nè, mình cũng có quyền tạo một cái folder dạng STL, dạng lưới nha. Thì các bạn có thể vào đây, các bạn vô cái phần mà Material Remove Cut hoặc Stock Model này các bạn tạo. Nhưng mà lúc đó đó, nó hiện thị là hiện thị ngay đây luôn. Nó hiện thị ngay trên cái môi trường này của các bạn. Chứ còn nếu bạn muốn hiện thị cái folder mà cắt á, bên cái môi trường Simulation á, thì bắt buộc các bạn phải qua phần Simulation các bạn tạo. Chứ còn thật, đây nó không có ý hiểu, nó không hiểu đây. Các bạn phải qua đây các bạn tạo thì mới hiểu là mô phỏng các gọt bên đây độc lập với nhau ha. Một bên là bên môi trường, là môi trường gia công lập trình, một bên là môi trường mô phỏng, thì các bạn phải tạo cái stop độc lập cho hai môi trường như vậy. Đây các bạn tiếp tục mình open nè, tôi mở lại cái anh re-draw này ra. Rồi tôi cũng thể để là gì by cái second. Rồi tôi cũng đi mô phỏng mà. Thì đây là kết quả của việc làm mô phỏng sau khi gia công cái bước re-draw thứ hai của mình. Các bạn có thể là tắt cái gì dễ nhìn nè. Và muốn chắc ăn rằng nó đã đồng đều á, để mình gia công tinh lại, các bạn có thể dùng cái chức năng là compare. Các bạn đưa vào giải sử tôi muốn bây giờ là tôi lấy cái ngưỡng này ha, là từ âm 0.25 tới dư 0.25. Tôi compare một cái. Tôi xem là ở cái vị trí nào mà nó dư còn nhiều quá. Các bạn thấy nè, đa phần nó đều nằm ở đây hết nè. Nó đều được khoảng là trong khoảng là 0.2 thì mình gia công tinh được rồi đấy. Các bạn có thể là đồng ý luôn. Rồi mình chuyển sang bước gia công tinh. Tiếp theo mình sẽ có hai dạng nếu các bạn dùng một cái phô mà dạng phô đúc mà nó không còn quan trọng lắm á, các bạn có dùng chức năng là chạy là surface thôi, góc 45 độ để đưa qua những cái vùng mà nó lõm này nè, thì các bạn tạo chữ shortcut á mà 45 độ. Nhắc lại luôn nhá, thì với cái kẻ surface như vậy thì mình phải tạo trước một cái surface volume, sẽ là một cái surface mill đây nha. Thì mình nhấn cái này, và cách tạo của mình á là mình dùng chức năng shift body, tôi đã hướng dẫn rồi nên tôi nhắc lại thôi. Các bạn chọn một anh thế này mà nhấn shift, các bạn chọn mặt đáy này nha. Sau đó các bạn dùng chức năng là copy paste nó ra. Đồng ý. Và lúc này mình sẽ có một cái là mill surface. Rồi mình chuyển sang dùng chức năng là mill surface đây. Tôi dùng con dao, chọn dao nè, chọn chế độ cắt. Rồi ok. Tôi dùng con dao là B16 á. Ở đây thì mình chưa có con dao B16 các bạn, còn là tạm con dao cầu 16 nè. Rồi chế độ cắt tôi đã tạo sẵn rồi, tôi chỉ open nó ra thôi. Này thì có một số cái tại con dao này tôi tạo, bạn tôi tạo cho cái chức năng là finishing, cho đôi khi các bạn áp nó vào cái mà cái surface này thì nó không phù hợp lắm, mình điều chỉnh lại nếu có cần thiết. Đấy là mình chạy kiểu là thay ban ha, automatically rồi. Đấy về cơ bản là ok. Thì tôi sẽ dùng chức năng tôi dùng chọn là mill surface. Rồi, tôi đong. Rồi mình chọn anh này. Ok, select all, done. Rồi chạy cái shortcut, tất nhiên là góc là 45 độ nha. Các bạn thử xem nó chạy đây. Để cho nhanh các bạn, tôi chỉnh tăng tăng cho dễ nhìn nha. Tôi sẽ tăng cái
step over này lên nha, để dù như là hai ly đi cho dễ nhìn, các bạn có thể điều chỉnh lại cho nó chính xác. Thì các bạn biết là với kiểu này thì nó chỉ chạy được một hướng thôi, một cách chạy dao, tức là những cái vùng thẳng đứng hay nằm ngang á, nó đều chạy là một kiểu là những cái đường thẳng, so với nhìn từ phương Z nhìn xuống á, nó là một đường thẳng thế này ha. Thì những cái vị trí này nó không đẹp lắm, còn nhìn từ trên xuống thì rất là đẹp nè đấy, nhưng mà khi mà mình nhìn mà theo phương thẳng như này thì những cái vị trí mà góc thẳng đứng như vậy á, nó chạy rất là xấu. Thì thay vào đó các bạn phải chuyển sang chạy cái chế độ là finishing ha. Thì tôi sẽ bật lại cái window tôi lên. Ở đây cái window mình cẩn thận các bạn, tại vì nếu mà để cái window cũ mình như vậy nè thì mình đã bị khuyết một miếng rồi. Các bạn nhìn từ trên xuống nha, đây nó lẹm vô rồi, cho nên là tôi tạo cái window mới luôn cũng được. Thì tôi bật cái UBIS này lên nè, tôi tạo một cái window mới lấy cái mặt này rồi, tôi ok luôn. Thì cái này cái window 2 của tôi, sau đó tôi chuyển sang mill, chọn là finishing, vẫn dùng con B16 nè. Đối tượng cắt từ lúc này là chính là cái window thứ hai. Chế độ cắt tôi đã có sẵn rồi, tôi chỉ việc lấy con B16 finishing thôi. List ra không cần thiết bỏ qua. Thì các bạn nhớ lại là cái phương pháp finishing này nó sẽ phân vùng cho mình nó chạy nha. Những cái vùng đứng nó sẽ chạy một kiểu, bạn ngang chạy một kiểu, nó bảo đảm là gì, nó đồng đều hết. Đó là chức năng này các bạn, mình là bao gồm cả cái flat area nè. Nhưng mà nếu như vậy thì nó chạy cả mặt này, phải mặt đáy này bằng con dao cầu thì không có tốt, chứ các bạn sẽ là exclude nó ra ha, các bạn loại nó ra đi. Mình chạy bằng dao phay ngón sau cũng được. Rồi, mình chạy là S-Connect, chạy từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, mình chỉnh cái này. Đây tôi chỉnh, đang tôi để chế độ là dịch dao ngang, tôi không cho nào nó cũng hơi nhỏ, tính hơi lâu một tí đó, kệ nó. Rồi ở đây thì cái overlap này, tức là cái phần mà chồng giữa cái vùng đứng với vùng ngang sẽ là 5 độ. Rồi mình ok. Đây là đi mô phỏng thử nha. À hồi nãy tôi quên, tôi chưa có làm cái bước là khi mình gia công cái redraw số 2 các bạn. Tôi chưa có làm cái bước là lưu cái stock lại, đó mình làm luôn nha. Thì các bạn thấy là tính toán hơi lâu nè. Rồi mình thử xem nó chạy thế nào. Đây nó chạy là cái vùng là vùng đứng trước nha, là chuyển sang chạy vùng ngang. Thì các bạn nhận xét nè, nếu như mình để chế độ là exclude nó ra đó, exclude cái phần mà flat ra đó các bạn, thì có những vùng là gần như phẳng như vậy, tại mình để góc là 5 độ mà, nhận diện gần như là gớm như nó là phẳng rồi, nó sẽ không chạy luôn. Trong tình huống đó thì rất là xấu, cho nên đây là mình gì? Mình vẫn là sẽ là exclude cái phần flat, nhưng mình sẽ exclude nó riêng bên ngoài các bạn ha. Đây, mình ở đây nè thì mình vẫn để cho nó là include nhé. Ở đây mình vẫn include vào, tức là mình chấp nhận nó luôn, chấp nhận cả phần flat luôn. Nhưng khi ra đây nè các bạn, các bạn khi ra cái phần mà reference này á, thì các bạn sẽ exclude nó ra. Vì tôi không muốn chạy cái mặt này, tôi không muốn chạy cái mặt này và cả mặt này nữa, tôi exclude nó ra nhé. Là tôi cũng ok. Tính lại thì nó sẽ đồng ý cho mình là nó chạy được cả vùng này nè các bạn. Ok, thì tôi mô phỏng luôn nhé. Đây các bạn xem cái chỉ dao của nó nè. Đấy, nó đều hết luôn, nó chỉ bỏ những cái mặt này ra thôi các bạn. Những cái mặt. Ý, sao nó chạy luôn cả cái mặt này vậy? Tôi xem lại nha. Ở đây là mình đã loại ba anh này ra rồi. Thì mình xem lại chỗ này nha, là mình flat include này, là bao giờ cái mặt phẳng. Đúng rồi. Nhưng ở đây cái phần exclude surface của mình là ba anh này thì đúng là đâu có ta. Và thêm một cái các bạn thấy nè, ở đây nó chạy không hết các bạn, thì con dao phải xuống đây thì nó sẽ không có, nó mình để là in cái body á, cho nên mình đóng lại đi ha, mình chấp nhận nó đi, đang là mình sửa lại một tí. Ở đây thì mình sẽ sửa cái window này lại, mình cho nó là in đúng không, cho nó là out đi, không sao cả. Mình đồng ý rồi, mình sửa này lại luôn nha, sao nó bị cái gì đây nè, nhìn từ trước vào. Ok, mình remove hết đi nha, rồi mình exclude
cái mặt này, cái mặt này và cái mặt này. Ok, đây, mình coi lại chỉ dao của mình ha. Oh, nó là bị như vậy. Tôi quên nữa, ở đây thì mình nên chỉnh cao độ lại luôn các bạn. Nhưng mà nó bán gì thì mình chỉnh cao độ lại luôn ha. Cái phần là dép nè. Tới đây thôi. Nhưng mà còn cái trên đó, nó bị cái bất gì tôi xem lại nha. Mình vô cái phần parameter của nó nè. Đây là cái con vùng đứng trước, cả đứng và ngang. Rồi nếu vùng ngang của mình á thì mình sẽ chạy là flat include là bao gồm, tại vì nó không chạy thằng này, nó không chạy được cái mặt cong ở giữa này các bạn, cho nên phải chạy luôn thì nó chạy cái mặt cong ở giữa. Nhưng sau đó thì mình sẽ loại nó ra bằng cái tùy chọn là exclude surface. Chắc là mình đã chọn nhầm các bạn. Bây giờ ở đây chắc ăn thì tôi ẩn cái này đi nhá. Chọn đừng chọn đúng thằng nó, chọn phải chọn cái thằng trên cái sản phẩm của mình các bạn. Thế mà nó không có đúng là thôi, trên mặt của đây là mình remove đi nha. Mình chọn lại đúng là cái anh này nè. Đó, anh này và cái anh này. Thì mô phỏng sẽ đúng các bạn. Tại vì nãy mình chọn nhầm, mình đã chọn vô cái mặt của cái surface cũ chứ không phải là cái mặt của nó các bạn ha. Rồi, mình xem lại chiều dao của nó lần nữa nha. Các bạn nè, nó loại ra rồi. Đấy, lần sau mình sẽ trả lại riêng nó xong. Thì bây giờ mình sẽ trả lại lần nữa nha, mình vẫn là finishing nè. Lúc nào dùng con dao mà con dao phay ngón thôi, chạy cho nó nhanh. Và lúc này window của mình nó dễ là cái window to này. À, nhưng mà exclude này nè. Mình đừng để ý hết nha. Và parameter ở đây thì mình sẽ mở cái anh là 12. 12 mà mình dành cho cái flat này ha, mình open nó ra. Và mình đồng ý ở đây. Thì lúc này các bạn ở cái chế độ này nè, mình chỉ chạy là flat only thôi chứ mình không có chạy những cái mặt khác ha, mình đồng ý luôn. Và tất nhiên do phay ngón á, cho nên là mình chạy mình để cái stable nó lớn lớn một tí các bạn. Này mình mô phỏng luôn. Đây nó như vậy. Nhấc dao mà cao quá các bạn hãy chỉnh là cái retract của nó ha. Các bạn có thể chỉnh là cái phần là clearance đây nè. Nhấc thấp thấp thôi cũng được, đó, nhấc khoảng 90 thôi. Ok. Thì hồi nãy tôi quên tạo hai cái bước mô phỏng thì tôi tạo luôn nè. Tôi qua cái phần là reroute ha. Tôi mô phỏng nó. Tôi load cái reroute số 1 lên nha. Rồi tôi chạy. Sau khi chạy xong thì tôi ẩn ra đi nha. Tôi cũng là save. Tôi chọn là reroute mà đây là số 2 ha. Rồi đồng ý. Khi tôi mô phỏng cái bước finishing này nè, tôi là dùng cái reroute số 2 đó. Để tôi mô phỏng nha. Rồi anh đây đúng không? Rồi tôi sẽ dập tắt này đi. Thì đây là kết quả cái gì? Thì mình gia công finishing thì mình cũng xem lại các bạn ha. Mình cũng in process nè. Rồi mình đã cái bước của mình là finishing. Sau đó là mình tiếp tục mình làm cái bước flat. Thì mình đã load cái file của finishing lên. Tất nhiên thì các bạn nếu mà muốn tiết kiệm thời gian, các bạn là gì gom chung anh lại nè, các bạn làm một cái bước chung gọi là finishing luôn cũng được. Đây các bạn thấy là open cái anh finishing này ra, các bạn để là tạo cái bước mô phỏng mà flat của mình ha. Thì để chị dễ nhìn, các bạn hãy là đổi sang cái này cho nó khác màu đi một tí này. Thì các bạn thấy là với cách chạy này thì nó còn sót khô cho này là tại do mình để cái table mình lớn quá đó, các bạn điều chỉnh lại được ha. Các bạn thể là qua đây nè, các bạn chỉnh cái step over mà nhỏ nhỏ là một tí. Ví dụ như là 5 ly thôi, nó sẽ mịn hơn cho mình. Rồi,
Cuối cùng thì mình sẽ đi gia công cái bước là vét lại các bạn. Mình dùng chức năng là Rest Machining, mình vét lại những chỗ mà con dao lớn hơn cái bước gia công tinh không gia công được. Mình dùng là Rest Finishing ha. Rồi, con dao tôi dùng con B8 thôi. Và mình báo cho nó biết nè. Trước đó dùng con dao là 16 để nó biết được cái phần mà nó còn sót lại các bạn. Window mà tới những cái window này. Chế độ cắt đó thì tôi có sẵn là chỉ việc mở ra thôi. Rest. Thì các bạn nhìn chung của nó đó, cũng không có gì các bạn. Cái bước gia công rest này thì tôi chưa có nói kỹ ha. Thì tự nhiên nó chỉ là vét lại thôi, dùng con dao cầu để vét lại. Các bạn xem một số thông số đây, ví dụ như là cái việc là nó chạy là 3D nè. Cái vùng cắt, cái vùng đứng chạy kiểu zigzag. Rồi cái vùng ngang, cái vùng sau đó nó cũng chạy kiểu zigzag luôn. Chạy cùng chữ đồng hồ, một số thông số mặc định đa phần là để như vậy nó chạy được rồi. Các bạn thấy là ok luôn cũng được. Rồi mình xem thử nó chạy đây. Tất nhiên là trước khi chạy cái bước này các bạn thấy là đo là cái bán kính đó, những chỗ này nè, các bạn thấy đo là cái radius, nó biết xem là cái radius của mình nó là bao nhiêu để dùng dao cho nó phù hợp. Rồi, các bạn xem địa chỉ dao của nó nha. Thì tôi ẩn cái phone cho dễ nhìn nè. Đây. À, nó vét các bạn rất là mịn nè. Và nó chỉ vét những cái chỗ nào mà trước nó không ăn được thôi. Các bạn thấy đây, nó vét rất là mịn nè. Đó, nó đi vào nó vét thế này. Và nó đi. Mà thấy này nha. Đây những vùng là vùng đứng nè. Những vùng ngang nè. Chạy qua lại thế này. Đấy. Thì khá là mượt. Ở cái bước là Rest Machining này. Để nó ăn hết toàn bộ. Thì tất nhiên các bạn cũng có thể là tạo một cái bước mô phỏng để xem kết quả nó như thế nào. Đấy, thì tôi dừng lại đây các bạn ha. Tắt dễ nhìn đi. Rồi, cảm ơn các bạn.